Các động tác này tất cả đều là những động tác cơ bản mà Leo đã dạy từ bài 1 cho đến bài 6, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ tập từng động tác một, và chúng ta sẽ học cách để kết hợp những động tác này vào với nhau để chúng ta có thể ứng dụng vào trong các bài nhảy chúng ta yêu thích. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với động tác thứ nhất. Động tác đầu tiên chúng ta sẽ có là bước running man, hay gọi là bước đi bộ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nâng chân trái lên này, được chưa ạ? Chân trái bây giờ chúng ta sẽ đạp chân trái xuống, trượt chân phải phía đằng sau. Một, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta nhảy giật chân phải lên, được chưa ạ? Giật chân phải lên và chúng ta đạp chân phải xuống, trượt chân trái phía đằng sau, được không ạ? Ok, thì khi các bạn làm rằng thì chúng nó sẽ kết hợp thành như sau này: chân trái và một và hai, giật một giật hai, giật một giật hai, được chưa ạ? Ok, các bạn chú ý là chúng ta giật lên đạp xuống, giật lên đạp xuống, giật lên đạp xuống, giật lên đạp xuống và giật lên đạp xuống. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp tục mí thẳng ấy nha. Các bạn chú ý chân này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Mình đi bên này. Chuẩn bị 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. À, các bạn chú ý là chúng ta sẽ đi hoàn toàn bằng nửa cái bàn chân thôi nhé. Nửa cái bàn chân phía trước, có nghĩa là chúng ta đi phần mũi chân này này, được chưa ạ? Thì bước nhảy của chúng ta sẽ được thanh thoát và rất là nhẹ nhàng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với động tác số 2. Động tác số 2 chúng ta sẽ có bước đá chéo, là cái bước phát triển của cái bước đá bình thường, được chưa ạ? Ok. Thì chúng ta biết rằng là cái bước đá bình thường là chúng ta, được chưa ạ? Co chân lên và chúng ta đá trượt chân đằng sau, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta giật chân, đá co về sau. Đây là bước đá bình thường. Bây giờ còn bước đá chéo thì chúng ta sẽ đá chéo trích sang hai bên 45 độ, được chưa ạ? Ok. Đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu ở chân trái này, chúng ta co chân trái lên, được chưa ạ? Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đạp, chúng ta sẽ xoay trục cơ thể sang phía bên phải và đạp chân trái xuống, đồng thời trượt chân phải phía bên sau nhá các bạn ý này. Giật lên này, ok, và đạp ra. Dạ, ok. Giật chân lên, đạp xuống, giật lên, đá xuống, giật lên, đá xuống và giật lên, đá xuống, được không ạ? Ok. Thì chúng ta cùng vào nhé. Rồi. Thế là chân trái này, đầu tiên này. Và, được chưa ạ? Đá 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Ok. Rồi. Khi mà các bạn đã làm thạo rồi thì chúng ta sẽ tăng dần động tác lực. Chúng ta sẽ tăng dần tốc độ lên này. Ok. 2 3 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Ok. Rồi. Mình làm hướng này. Ok. 5 6 7 vào và 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Ok. Làm hướng bên này nhá. Ok. 5 2 3 và 1 và 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Nhìn bên này. Vào. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Vậy là xong bước thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với động tác thứ ba, được chưa? Động tác thứ ba, chúng ta sẽ có bước T step. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ rằng này, bắt đầu bằng chân trái này, trụ bằng chân phải này. Chúng ta dùng mũi chân, được chưa? Và chúng ta đẩy sang ngang, mũi chân đẩy sang ngang kết hợp với chúng ta di chân phải, được không ạ? Chân phải là các bạn cũng dùng mũi chân đẩy ra. 1, được chưa? Tiếp theo 2. Tiếp theo 3. Và cái thứ tư thì chúng ta đi bước cơ bản. 4. Sang bên này chân phải làm tương tự. 5 6 7, được chưa? Và 8 thì chúng ta đi bước cơ bản bằng chân phải. Đây các bạn nhìn nhá. Ok. Chân trái này, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Rồi mình làm bên này nhá. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Rồi. Và khi các bạn làm thạo rồi thì chúng ta sẽ tăng dần tốc độ cho nhanh hơn này. Ok. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Bây giờ mình sẽ ghép 3 bước đầu tiên lại cho các bạn nhìn này, được chưa? 3 bước đầu tiên này. Ba động tác, bây giờ mình sẽ ghép 3 động tác đầu tiên lại này để cho các bạn xem trước này. Ok. Nào, 5 6 7 vào động tác số 1 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với động tác thứ tư, được chưa? Là bước vắt chéo chân hay gọi là bước wiggle. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân trái này, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi 3 nhịp cơ bản nhé. Chân trái dậm này, 1 chân phải, 2 chân trái, 3, được chưa? Tiếp theo nhịp thứ tư thì chúng ta đưa chân phải lên, được chưa? Nhịp thứ tư chúng ta đưa chân phải lên, 4, nhịp thứ 5 đưa chân trái lên, 5, được chưa? Tiếp theo 6, được chưa? Tiếp theo 7 và nhịp thứ 8 thì chúng ta dậm chân phải, 8 bước cơ bản nhá. Ok, đây. Ok, chân trái dậm này, được chưa? 1 2 3, được chưa? 4 tiếp theo, 5 tiếp theo, 6 tiếp theo, 7 và 8 chúng ta cơ bản. Xong một lần nữa chân trái lại. 1. Bây giờ chúng ta lại đưa chân phải lên. 2, đưa lên trên. 3, tiếp tục. 4, tiếp tục. 5, tiếp tục. 6 và bước lên. 7, dậm một chân phải nữa. 8, được không ạ? Sau khi mà chúng ta đã thuộc cái bước rồi, thuộc cách di chuyển full step rồi thì chúng ta sẽ làm tác nhanh hơn. Thế các bạn để ý này, thế chúng ta chân trái dậm này, 2, 3 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tiếp theo chúng ta đến với động tác thứ 5, được chưa? Động tác thứ 5 ở đây là chúng ta sẽ có bước di sang ngang, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ vắt chân trái qua chân phải, được chưa? 1, đúng không ạ? Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đạp mũi chân phải, được chưa? Về phía đằng sau và chúng ta đẩy chân trái về trước đi, được không? Thì các bạn chú ý nó sẽ là khi mà chân trái ta vắt qua đây sẽ là 1, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta đạp chân này xuống, mỗi lần đạp chân này là một nhịp, được chưa? Tiếp theo, 2, được chưa? Tiếp tục, giật lên, 3, giật lên, 4, được chưa? Giật lên, 5. Ok, mình làm lại nhá. Rồi. Vắt chân trái qua này. 1 này, được chưa? Tiếp theo này. 2 3 giật lên. 4 giật lên. 5, được chưa? Chúng ta đi 2 nhịp cơ bản. 6. Tiếp theo một nhịp cơ bản chân trái nữa. 7, được chưa? Chưa, bây giờ chân phải vắt sang. 8 và chúng ta lặp lại động tác chân trái đạp, được chưa? Lại. 1 2 3 4, được chưa? Sau đó chúng ta đi như cơ bản 5 6, được chưa? Và chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ nối từ động tác số 4 sang động tác số 5 nhé, để chuẩn bị sang động tác số 6. Ok. Nào, chân trái 2, 3 1, 2, 3 vắt chéo 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang động tác thứ 6, được chưa? Động tác cuối cùng đó chính là động tác đá, được chưa? Đá nhưng mà chúng ta lại xoay cả người. Thì chúng ta đá xoay 360 độ. Thì đầu tiên là chúng ta để thực hiện bước đá này thì ta sẽ có khâu chuẩn bị, được chưa? Thì đầu tiên là chân trái chúng ta đưa gót lên. 1, được chưa? Tiếp tục đưa mũi chân về sau. 2, được chưa? Tiếp theo 3 để chúng ta đưa chân sang ngang, được chưa? Thì ba cái bước đầu tiên này là cái bước để chúng ta chuẩn bị để vào bước đá. Và nhớ rằng là mặt của chúng ta vẫn quay lên hướng bên trên nhé. 2, 3, 1 này, 2 này, tiếp theo 3 này, được chưa? 4 thì chúng ta nâng chân trái lên và đồng thời xoay người 180 độ ở phía đằng sau. Đấy, được chưa? Và chúng ta đá sạt xuống sàn hất lên, được chưa? Đây nhá, các bạn thấy này, bước sàn này, sạt xuống sàn lên và chúng ta xoay về đây luôn, đúng không ạ? Thì các bạn chú ý chân sẽ là như sau này. 2, 3 này, 1, 2, 3, được chưa? 4, 5, đúng không ạ? Ok, lại nhá. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo chúng ta đi tiếp nhịp cơ bản chân phải. Tiếp theo nhịp 6, chân trái một nhịp 7, được chưa? Và bây giờ chúng ta đến lượt làm chân phải. Chân phải đưa lên lại 1, 2, được chưa?
3 và chúng ta đá xoay 180 độ đã. 4 được chưa? Và chúng ta giật về đây. 5, được không ạ? Thì chập hai bước này vào sẽ thành như sau. Ok, chân trái lên này. Chân trái lên dậm nhá. 1 2 3 4 đá. 5 1 2 3 4 5 6 7. Ok, là tóm lại thì bước đá này thì để thực hiện thì đầu tiên là chúng ta có bước đưa chân trái lên. 1, được chưa? Đưa chân trái về sau. 2, đưa chân trái sang ngang. 3, và đá xoay 100. Và cô và đá chúng ta xoay 360 độ này. Tiếp tục. 4 và dập xuống. 5, được chưa? Tiếp theo một dập nhịp cơ bản. 2 nhịp cơ bản, được chưa? Lại đưa chân phải lên. 1 2 3 4 5, xoay về đây luôn. Được không ạ? Thì ý các bạn vừa phải đá vừa phải xoay, nhưng mà cái bước đá thì chúng ta xoay 180 độ và cái bước dậm thì chúng ta làm lúc phần còn lại nhá. Bây giờ mình sẽ nối cả 6 động tác để đi lại cho các bạn xem nhá. Ok. Nào. 5 6 7 vào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 từ đầu.